Chào mừng cả nhà quay trở lại với The King Favor. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi ăn món Thái ở Aeon Bình Tân. Mình đã gọi ra hai món đặc trưng của Thái là Phát Thái Hải Sản và món xương tháp, hay còn gọi là xương khủng long. Mình có gọi thêm một ly nước cũng đặc trưng của Thái luôn, đó là trà sữa Thái Đỏ Trân Châu. Đầu tiên thì mình sẽ thưởng thức món Phát Thái. Cái cách dùng của món Phát Thái là mình phải nặn chanh lên. Đó mình trộn đều, trộn tất cả luôn nha cả nhà, trộn tất cả lên luôn. Ở đây nó sẽ có đậu phộng, có dừa giá và lại hẹ nữa. Cả nhà nhớ trộn đều nha, để cho chanh nó thấm đều. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món bát thái đầu tiên, coi cái vị nó như thế nào. Cái vị bát thái nó sẽ có cái vị gọi là hơi ngọt ngọt của nước sốt, với là cái vị chua của chanh, hai thứ nó hòa quyện lại nó sẽ rất là thanh thanh ngọt nha, nó rất là ngon đấy các bạn. Mình sẽ thưởng thức món thứ hai, đó là món xương khủng long. Thì khi bạn thưởng thức món này bạn phải mang cái bao tay. Rất là mềm luôn cả nhà. Cái này sẽ tôi nghĩ là được hầm rất là lâu á, nên thịt rất là mềm luôn, rất là dễ bóc luôn. Thịt rất là mềm nha. Nó có vị hơi chua chua, hơi cay cay nha. Cay vừa thôi, không cay nhiều. Của ớt xiêm nè, của ớt sừng, ớt đỏ nữa. Đó, trên đây nó có ớt đỏ nè cả nhà. Cái vị cay của ớt xiêm xanh nữa, nó hơi vị chua chua nha. Để mình tiếp tục xíu nước chừng đây. Cái hơi có vị ngọt ngọt, chua chua ha. Thịt thì rất là mềm nha. Khi mà cái nước dùng á, nó hòa quyện với lại cái thịt á, để tạo cảm giác là không có bị khô, không bị ngán nha. Cuối cùng mình sẽ thưởng thức món trà sữa Thái Đỏ Trân Châu, coi cái vị nó như thế nào. Cái trà sữa Thái này á, là nó mang cái hương vị rất là đặc trưng của Thái nha. Tức là nó sẽ ngọt nhưng vẫn có cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn trong lưỡi. Cái sữa này cũng khá là đặc biệt, nó không phải giống như là cái sữa đặc của Việt Nam đâu. Trân châu thì nó không có dẻo mà nó hơi giòn giòn. Vậy là mình đã thưởng thức xong ba món của Thái. Ba món này rất là đặc trưng của Thái luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau.